Phan Như Thảo mê diện váy khoe vai trần sau giảm cân. Sau khi giảm thành công 22kg, cựu người mẫu Phan Như Thảo thường xuyên tôn vai thon qua loạt trang phục có khoảng hở chừng mực. Tái xuất làng giải trí trong vai trò host chương trình Nhà Có Khách mới đây, Phan Như Thảo được khen thanh thoát với xiêm y trễ vai tôm xương quai xanh, phần hông tạo phong luộc nà. Gần đây, người đẹp 35 tuổi liên tục chọn các thiết kế lộ bờ vai và ưu tiên đơn sắc nhằm tạo cảm giác gọn gàng hơn. Có lúc Phan Như Thảo mặc váy họa tiết bản lớn hoặc màu sắc tươi sáng để từng khung hình thêm nổi bật. Bà mẹ một con chuộng kiểu dáng trễ vai nhún bèo, đem lại nét quyến rũ chừng mực và phù hợp hình ảnh nữ tính cô theo đuổi. Có chiều cao 1,73m với cặp chân dài và thẳng, Phan Như Thảo cũng khai thác lợi thế này qua các mẫu đầm ngắn. Du lịch Thái Lan hồi tháng 2, vợ đại gia Đức An diện chiếc váy quay mua cách đây 8 năm để dạo phố Bangkok. Phan Như Thảo tiết lộ cô có sở thích sưu tập xiêm y size nhỏ khi đang mập để chờ ngày siết cân thành công. Hiện ở mức hơn 60kg, cô mặc vừa hầu hết trang phục từng mua trước đây. Thành quả giảm cân của cựu người mẫu truyền động lực cho nhiều khán giả và cũng giúp cô thấy thoải mái, tự tin hơn khi chọn đồ. Cả lúc dự sự kiện, Phan Như Thảo trung thành với thiết kế khoe vai trần và tạo điểm nhấn bằng trang sức nổi bật. Mỹ nhân gốc Cà Mau phô diễn đường cong và vòng một đầy đặn trên thảm xanh ngôi sao của năm 2022. Phan Như Thảo tiếp tục khai thác nét gợi cảm và tiết chế phụ kiện tại show thời trang hồi tháng 5. Đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.